Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho con xe cuốc của mình đi tới một cái bến mới để làm nha các bạn. Và cái bến lên này cũng khá là căng đấy các bạn ơi. Đất rất là mềm. Các bạn thấy không? Mình nhận cái gào cái lúng lên thấy không? Ý là có lót ở dưới là một cây bạch đằng rồi đó các bạn. Tại vì cái đất này á, mình mới vừa quăng lên các bạn. Đất xịn mới quăng lên á, cho nên là nó còn nhão nha. Cộng thêm cái nữa là cái phía trên là lộ đan, không thể nào mà bấm cái gào mà đeo được các bạn, bắt buộc phải cuộn dây để đu lên nha các bạn. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi mình đu dây lên bờ nha các bạn. Khó dữ hả? Gốc cây nó chịu nổi không? Gốc cây nó chịu nổi không? Đuối gào lắm á nha. Thâu dây cục lại mới được. Chứ ở đây thì sao lên được? Lộ đan này đâu bấm được. Ừ, cái đó đó, giúp tôi đi. Tới. Lên xe nha. Dây lại. Nó nói ra đi bơi, khoan hả? Còn lên xíu nữa hả? Rồi. Coi xe nha. Sát nó chân, sát đúng luôn rồi gì đó. Đấy rồi, nương nương rồi chứ đây, chốc chốc góc à. Lời xíu rồi nó tụt á, nó còn tụt. Mày nhấn bên đây ơi. Chặn xe lại cái đi, nó tụt à. Lấy giò ra, lấy cái giò ra. Bến mới chát luôn, căng quá căng. Bây giờ cái cây cái đó là ngồi đó. Ừ. Cái đó là cái chát rồi đó. Rồi đấy, kích cái đầu qua mới được. Bờ hiến cỏ luôn ha.
Ok, hiện tại thì mình đã bò con xe của mình lên an toàn rồi nha các bạn. Và đang đậu đây là cái miếng đất mà chuẩn bị múc nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cho các bạn xem lại cái bến nha các bạn, xem nó căng cỡ nào nha. Đây là cái miếng cỏ mình mới vừa bò xuống nè. Cái dốc xuống này thì không quan trọng nha, quan trọng là cái chỗ dưới sông nè các bạn, bến lên nè. Đó, cái bến lên nó thấy không, rất là đứng luôn các Quá lúng bạn. Gặp đất này, đất nhão nhạt luôn nè, đất sình lắm các bạn. Mình mới vừa quăng luôn á hổm. bắt đầu được đâu. Đó, mình phải ràng hai bên ha, dây phà vô gốc cây, rồi thêm một cục dây cáp ở trên vô gốc cây để mình đeo lên nữa các bạn. Đó, do cái lỗ đan mình không bấm được cho nên bắt buộc phải đeo dây nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không, cái phà mình nằm tuốt ở dưới luôn, mình chờ nước lớn đầy mà mới lên được nha các bạn. Còn đây là cái chỗ mình bò xuống nè. Ok, mình xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy cho mình một like và đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ mình nha. Rồi, chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.